Cứu ta với. Tráng sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thi cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn. Đã thắng đại bàng, sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước. Ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Ta muốn mời huynh ở lại nơi này làm quan. Ở đây mà lòng tôi chỉ có quê nhà. Tôi đang định xin thái tử chỉ cách cho tôi về lại chốn xưa. Không giữ được người muốn đi. Ta tặng huynh hai vật phẩm quý này, có lúc huynh sẽ cần đến.